Và mình chắc chắn rằng là nếu bạn áp dụng đúng 4 kỹ thuật này trong quá trình chạy bộ hàng ngày của các bạn thì các bạn có thể dễ dàng thực hiện chạy dài hơn, xa hơn, có thể hoàn toàn chinh phục được cái cự ly full marathon 42 km, hoặc thậm chí là cao hơn nữa, ví dụ 70 cây hoặc 100 cây chẳng hạn. Chào các bạn, tôi là bác sĩ Ngô Quang Ninh. Và trong video này thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn bí quyết để các bạn có thể dễ dàng thực hiện môn chạy bộ hàng ngày, để cho một người mới bắt đầu chạy bộ có thể thực hiện đúng kỹ thuật, có thể dễ dàng thực hiện chạy dài hơn, xa hơn với 5 cây, 10 cây hoặc thậm chí là 42 km, và đặc biệt là có thể giúp các bạn tránh được những chấn thương trong quá trình chạy bộ, tránh được việc đau mỏi cơ, đau mỏi khớp. Và đây cũng chính là bí quyết của tôi, một người trước đây mà chưa bao giờ chạy bộ, và tôi đã có thể hoàn thành được cự ly 42 km 2 lần trong năm nay, và đặc biệt là hoàn thành được cự ly 70 km vượt địa hình đồi núi tại giải Sapa năm 2019 vừa rồi. Các bạn cứ hình dung thế này, nếu chúng ta đẩy một cái gói hộp này trên một mặt phẳng thì chúng ta cần phải đẩy một lực rất là lớn để có thể dịch chuyển cái hộp này đi. Tại vì sao lại như vậy? Do là cái trọng tâm của cái hộp hình chữ nhật này nó sẽ nằm ở chính giữa hai cái mép, tức là hai cái chân đế của cái hộp này. Do vậy khi chúng ta đẩy thì trọng tâm nó sẽ tạo một cái lực cản, và khi đó thì việc chúng ta đẩy phải đẩy một cái lực rất là mạnh thì cái hộp này mới đẩy được đi. Còn nếu mà chúng ta đẩy một cái khối hộp hình trụ như thế này mà nó lăn đi thì nó rất dễ dàng lăn đi với một cái lực rất nhỏ, bởi vì khi đó trọng tâm của cái hình trụ này nó sẽ nằm ở chính giữa, và cái phần chân đế nó tiếp xúc với cái mặt phẳng tay này, nó sẽ rất dễ dàng làm dịch chuyển cái trọng tâm của cái hộp này lại phía trước. Có nghĩa khi đó cái quán tính của cái hộp này nó sẽ tự động đẩy cái hộp này về phía trước. Và trong quá trình chạy bộ của chúng ta cũng vậy. Thông thường mọi người hay mắc một cái sai lầm về một cái tư thế chạy bộ, có nghĩa là người của chúng ta thường đứng giữa hai chân như thế này, và phần trên cơ thể nó sẽ nằm giữa ở phần hai chân như thế này, trọng lực nó sẽ nằm ở giữa, và mọi người có thói quen là bước chân lên phía trước, bước chân lên phía trước như thế này. Và cái việc này, cái trọng lực của chúng ta nó sẽ là một cái lực cản để việc cho cơ thể chúng ta dồn về phía trước. Khi đó vô hình chung cái chân của phía trước này nó lại tạo thành một cái lực cản cho chúng ta. Và nếu mà các bạn duy trì cái tư thế chạy này trong một quãng đường thời gian dài thì nó sẽ xảy ra các vấn đề. Một là hai cái chân của chúng ta, chân trước và chân sau, sẽ liên tục phải co cơ rất là mạnh như thế này để kéo cái quán tính người ở chân lại phía trước để chúng ta có thể dịch chuyển được. Thứ hai, khi đứng như vậy thì cái trọng lực của chúng ta nó sẽ dồn rất là nhiều xuống hai cái phần gấp khối và phần gấp cổ chân của chúng ta. Do vậy nó sẽ rất dễ dàng, nhanh chóng làm cho khớp gối và khớp cổ chân của chúng ta bị đau, cũng như là đặc biệt là cái gân gót của chúng ta nó rất dễ là bị đau và bị chấn thương. Và chúng ta áp dụng lại cái ví dụ hình trụ lăn vừa rồi. Bây giờ chúng ta sẽ không áp dụng như thế này nữa, mà chúng ta chỉ cần đổ người lại phía trước một chút. Khi đó thì trọng tâm của chúng ta nó sẽ có xu hướng dồn về phía trước, đổ về phía trước. Vì vậy chúng ta chỉ cần một lực rất là nhỏ, quán tính của cơ thể nó sẽ tự lao chúng ta về phía trước. Và khi đó thì cái chân phía sau của chúng ta chỉ cần rút nhẹ nhàng lên, bước tiếp một bước nữa, rút nhẹ nhàng lên, bước tiếp một bước nữa, thì khi đó cơ thể của chúng ta nó sẽ tạo thành một cái quán tính đổ người về phía trước, và từng nhịp bước chân của chúng ta rút lên, bước tiếp rất là nhẹ nhàng. Và đây thì cũng chính là tư thế quan trọng nhất mà mọi người cần phải thay đổi trong quá trình chạy bộ. Nó sẽ giúp cho mọi người rất dễ dàng chạy bộ được xa hơn, được dài hơn. Một lưu ý về tư thế chạy bộ thứ hai mà các bạn cần phải thực hiện, đó chính là chúng ta cần phải chú ý chân chúng ta tiếp xúc với mặt đất bằng một nửa bàn chân phía trước. Nhớ nhá, tiếp xúc bằng một nửa bàn chân phía trước, không phải bằng gót mà cũng không phải bằng mũi chân. Hầu hết thì trong quá trình đi lại hàng ngày, đi chậm, đi bộ hay là thậm chí là chạy bộ chậm, thì mọi người thường hay có cái thói quen là tiếp xúc cái bàn chân của chúng ta với mặt đất bằng vị trí là gót chân. Và tư thế này là một cái tư thế sai trong quá trình chạy bộ. Nếu chúng ta thực hiện tư thế này và chạy trong một quá trình đường dài thì các vị trí khớp cổ chân, khớp gối cũng như là cái vị trí gót chân asin của chúng ta nó sẽ rất dễ bị chấn thương. Do nếu chúng ta tiếp xúc trực tiếp bằng gót chân thì toàn bộ cái khối lượng của chúng ta nó sẽ dồn lên một chân và dồn lên trực tiếp gót chân, và không có vị trí nào, không có cái cơ chế nào để giảm sóc cho cơ thể, để giảm trọng lượng lại cả. Tư thế thứ ba mà trong quá trình chạy bộ mọi người cũng phải sửa, đó chính là cái nhịp bước chân của chúng ta.
Thông thường thì mọi người hay nghĩ rằng là cứ bước chân dài, bước một sải dài thì sẽ chạy nhanh hơn, chạy xa hơn. Tuy nhiên thì đây là cũng là một điều hoàn toàn sai lầm. Khi chúng ta thực hiện một cái bước dài, một cái sải chân dài như vậy thì cái vị trí tiếp đất trên mặt đất của chúng ta nó sẽ dễ dàng vượt qua phía trước của trọng tâm cơ thể chúng ta. Do vậy nó sẽ lại vô tình gây cản trở cái trọng lực của chúng ta là điều thứ nhất. Thứ hai là khi bước một sải dài như vậy thì sẽ giúp cho cái biên độ vận động của cơ của chúng ta nó sẽ rất là lớn và sẽ giúp cho chúng ta rất dễ và nhanh bị mỏi cơ. Chính vì vậy nên chúng ta cần phải sửa lại, chúng ta không cần phải bước dài nữa, chúng ta chỉ cần bước vừa phải thôi. Và chúng ta cần phải điều chỉnh với một bước chân phía trước như thế này thì nó luôn luôn tại cái vị trí gót chân phía sau của hông cũng như là của vai. Do vậy luôn luôn chúng ta sẽ giữ được cái tư thế đổ người như thế này. Và vì vậy chúng ta sẽ duy trì được cái quán tính, chúng ta cứ chạy đều và chúng ta có thể chạy xa được. Vấn đề thứ tư cũng rất là quan trọng để giúp cho các bạn có thể duy trì được cái sức bền hay không, đó chính là chúng ta phải vận dụng một cái nhịp thở đều đặn. Trong quá trình chạy bộ chúng ta cần rất nhiều oxy cho hệ thống cơ bắp. Do vậy phổi của chúng ta phải trao đổi rất là nhiều. Và cái cách thở tốt nhất trong quá trình chạy bộ là chúng ta hãy duy trì một nhịp thở đều, hít vào sâu và thở ra dài để giúp cho quá trình mà thông khí nó được diễn ra tốt nhất, hít được nhiều oxy nhất cũng như là thải ra nhiều khí CO2 nhất. Việc chúng ta duy trì được một nhịp thở đều, hít sâu và thở ra dài như vậy sẽ tương ứng với cái nhịp bước chân chạy của chúng ta và sẽ giúp cho chúng ta duy trì được nhịp bước chân đều đặn mà sẽ không bị lạc nhịp. Có rất nhiều các cái kỹ thuật thở khác nhau, cái cách nhịp thở khác nhau mà các vận động viên có thể áp dụng trong quá trình chạy bộ. Tuy nhiên thì đối với mình, trong quá trình tập luyện mà mình nhận thấy rằng có một cái nhịp thở mà có thể phù hợp với hầu hết tất cả mọi người, giúp cho các bạn có thể chạy nhanh, chạy ngắn hay chạy bền nó đều khá là ok, đó chính là nhịp thở 2-2. Thông thường thì mình sẽ hít vào 2 nhịp và thở ra 2 nhịp. Đó, như vậy, hít, hít, thở, thở, hít, hít, thở, thở. Các bạn có thể thở bằng mũi hoặc thở bằng mồm cũng được. Tuy nhiên, nếu mà trong cái giai đoạn mà cơ thể nó bắt đầu bị mệt rồi thì các bạn nên là há miệng ra. Các bạn há miệng ra thở bằng miệng thì khi đó cái thông khí phổi của chúng ta sẽ được tốt hơn. Nếu thở bằng mũi thì khi đó rất dễ chúng ta bị thiếu oxy và chúng ta sẽ bị mệt nhanh hơn. Và đó là 4 tư thế chạy bộ đúng, 4 cái tư thế mà các bạn áp dụng đúng kỹ thuật thì các bạn có thể là thực hiện chạy bộ một cách rất là dễ dàng, chạy được dài hơn, chạy xa hơn, cũng giống như mình vậy. Đối với những người mới đầu bắt đầu làm quen chạy bộ thì các bạn hãy chạy bộ từ từ, chậm rãi để có thể thực hiện và chỉnh sửa những cái tư thế đấy làm sao cho đúng và chuẩn trước. Sau đó thì các bạn hãy tăng cái quãng đường, tăng cái thời gian chạy lên. Có thể là bắt đầu từ 2 cây, 5 cây và đến 10 cây, thậm chí có thể là xa hơn nữa. Nhưng mà đối với các bạn chạy hàng ngày thì mình khuyên các bạn là có thể duy trì ở cái mức 5 cây. Và mình chắc chắn rằng là nếu bạn áp dụng đúng 4 kỹ thuật này trong quá trình chạy bộ hàng ngày của các bạn thì các bạn có thể dễ dàng thực hiện chạy dài hơn, xa hơn, có thể hoàn toàn chinh phục được cái cự ly full marathon 42 km, hoặc thậm chí là cao hơn nữa, ví dụ 70 cây hoặc 100 cây chẳng hạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo của mình.